nguyên lai ta là tu tiên đại lão chấp 372. Kỳ lạ, mình rõ ràng để ở đây mà. Cốc cốc. Ngọc Đế, Vương Mẫu. Thánh Quân đại nhân, công bằng đã đền tội rồi, bọn ta đặc biệt tới nói cho ngài. Phụt, cái quái gì vậy? Như này cũng quá nhanh, quá đột ngột nhỉ. Các người mới rời đi chưa được một tiếng nhỉ. Nồi ở dưới núi, Thánh Quân có muốn cùng đi xem không? Nồi ư? Dưới núi, thả ta ra ngoài. Tại sao lại đựng trong nồi? Các người đói thế à? Xin hỏi Thánh Quân, cảm thấy côn bằng này nên nấu thế nào? Nấu, côn bằng ư? Vấn đề nghịch thiên như thế, tại sao lại hỏi ta? Đã đựng ở trong nồi rồi, hay là nấu canh đi? Hiểu rồi, bọn ta lập tức sắp xếp nấu canh. Tay nghề nấu nướng của mình thế mà đã nổi tiếng tới mức này. Ngọc Đế Vương Mẫu muốn nấu thần thú thượng cổ cũng tới xin tư vấn từ mình sao? Ngoan ngoãn đi. Thánh Quân, côn bằng này rất lớn. Bọn ta dùng để đãi tiệc ở Thiên Cung, ngài cảm thấy thế nào? Bọn họ đang mời mình cùng đi ăn à? Tốt quá rồi, nương nương, bệ hạ thật hào phóng. Săn được côn bằng còn nguyện ý chia sẻ với người khác, thật sự quá tuyệt vời. Chia sẻ, ý của Lý Công Tử là muốn chia sẻ côn bằng với người khác. Phải, phải, quả thật nó to quá, thiên địa cùng hưởng, cùng nhau chúc mừng, người tới đều có phần. Wow, thật sao? Vậy ta dẫn theo mấy người bạn cũng được nhỉ? Đương nhiên là được. Thánh Quân, bọn ta còn thu hoạch được một vài linh bảo. Thiên Diễm, nếu ngài không chê thì hãy nhận lấy. Ặc, cho ta sao? Chuyện lần này khiến Đát Kỷ cô nương và Hỏa Phương cô nương bị thương, bọn ta thật sự cảm thấy có lỗi. Thiên Diễm, thì ra là cho Hỏa Phượng và Đát Kỷ, phải, phải. Hai thứ này là tiên thiên chí bảo, uy lực mạnh mẽ, chỉ là khó khống chế. Vẫn cần hai vị tiên tử dốc lòng luyện hóa, để tự mình xử, Thiên Diễm. Lập tức luyện hóa, Thiên Diễm. Cộng hưởng, phụt. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Chuông Đông Hoàng là bán tiên chí bảo của Đông Hoàng Thái Nhất, cho dù là chuẩn thánh cũng khó thể luyện hóa. Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào nó có phòng ngự vô địch, nổi danh khắp chốn. Nhưng cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phát huy được một nửa thực lực thật sự của Chuông Đông Hoàng. Đừng buồn, một nửa cũng rất siêu rồi. Một lời của Lý Công Tử thì giúp bọn họ trực tiếp luyện hóa tiên thiên chí bảo. Như vậy, tuy Đát Kỷ chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên, nhưng chuẩn thánh cũng không thể phá được phòng ngự của nàng ta. Nếu mượn Chuông Đông Hoàng tham ngộ pháp tắc trong đó, tu vi có thể ngày đi nghìn dặm. Hỏa Phượng cũng như thế, dài dài dài. Cờ Ly Địa Diễm Quang cũng có giúp đỡ vô hạn đối với việc tham ngộ pháp tắc hỏa thuộc tính của nàng ta. Ngưỡng mộ, cao nhân đối xử quá tốt với người bên cạnh, ghen tị. Vậy bọn ta cáo từ trước để về Thiên Cung chuẩn bị cho bữa tiệc. Vất vả cho bệ hạ, nương nương. Xem ra bọn họ đói thật rồi. Vậy ta cũng phải nhanh chóng thông báo cho mọi người. Dù sao có thể tới Thiên Cung ăn thịt thần thú cũng là chuyện hiếm có. Ục 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 ục. Ta tên Côn Bằng, bây giờ ta bị đựng trong nồi. Đừng hoảng, bình tĩnh cố gắng suy nghĩ. Ta là thần thú thượng cổ Côn Bằng, có cảnh giới chuẩn thánh, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần ta nghiêm túc, sử dụng toàn bộ lực lượng, nhất định có thể phá bỏ phong ấn này. Âm thanh gì vậy? Không có, ảo giác sao? Mau quay về kêu thực thần chế biến nó, tránh đêm dài lắm mộng. Không đúng, tuy cái nồi này là hậu thiên linh bảo. Nhưng lại giống như chế riêng cho ta, căn bản không thể phá được. Ta phải nghĩ cách khác. Nương nương, bệ hạ, xin dừng bước. Đát Kỷ cô nương. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.